Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Nếu bây giờ con gái ruột của anh trong con xuất hiện, Chuyên Dương nhà mình sẽ chẳng được lợi gì hết. Cứ xem đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho con trai của mình đi. Nên hãy ngậm miệng lại. Anh à, em xin lỗi. Em rất xin lỗi anh. Em quay lại nhà hàng đi. Một mình Min Cơn ở đó chắc là khó khăn lắm. Anh à, em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi anh. Sao cô lại muốn gặp tôi? Cũng lâu rồi đúng không? Khi nào thì chị Súp Chân sẽ đến dọn đồ của chị ta? Tôi đã mang quần áo của cô tôi đi hết rồi mà. Cậu biết đó không phải là ý của tôi muốn nói. Vì chị ta đã dọn đi rồi, nên giờ nhìn thấy đồ đạc của chị ta làm tôi rất khó chịu. Nói chị ta mau tới dọn đồ của mình hết đi. Cô tôi sẽ tự giải quyết vào lúc ly hôn. Giờ chị ta đang ở đâu? Khách sạn hả? Ngọn gió nào mang em đến đây vậy? Tôi nghĩ có lẽ chị ở đây và quả đúng là vậy. Việc đó có liên quan gì tới em? Chị có hạnh phúc khi được sống cùng con trai mình không? Em đến xem chị thế nào hay sao? Dọn đồ của chị đi đi. Tại sao cứ để ở đó vậy? Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, chị sẽ dọn khỏi đó. Khi nào chị mới làm xong thủ tục ly hôn? Em đến để hỏi chị điều đó hay sao? Bây giờ tôi đã là chủ rồi nên tôi phải kiểm tra lịch trình chứ. Cho nên em đến đây hỏi khi nào chị sẽ dọn đi. Anh chồng cô đang ở nhà. Vì vậy cho nên em sẽ ở nhà để giám sát anh ấy. Vì sợ rằng chị sẽ đeo bám ông ấy sao? Chúng ta sẽ không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Chị đã từng ra vẻ mình là chủ của nhà hàng Hoàng Gia, nhưng giờ chị đang mắc kẹt trong quán cơm ở vùng quê và ngồi cặm cụi lặt giá ở đây. Em đến đây để gây chuyện với chị à? Chị rất khao khát được ở bên con trai của mình. Chị được toại nguyện rồi đó. Chị khao khát chuyện đó khi nào vậy? Chị rất muốn nhận nuôi chân cân su còn gì. Nhà hàng hoạt động ổn chứ? Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng tôi có dân xin thay cho đầu bếp chuê rồi, nên doanh thu đã tăng giọt luôn. Em nên canh chừng trông ngu đi. Ai biết rằng cậu ta sẽ làm gì khi lại được phụ trách sổ sách. Chỉ là vài trăm ngàn thôi mà. Chỉ là vài trăm ngàn thôi chứ có đáng gì đâu. Sao tôi lại phải ngăn cản chồng của tôi chứ? Vài trăm hay sao? Chị đừng có lo, anh ấy đã tỉnh táo rồi. Anh ấy đã biết cân đối tài khoản để không thiếu một tô mì trộn nào. Khi nào chị sẽ dọn đồ đi? Chị cũng nên chọn ngày đi chứ. Làm sao chị có thể sắp xếp đồ đạc của mình ở nơi này được đây chứ? Ngôi nhà này ở được không? Chị dẫn tôi đi tham quan nha. Nếu như bây giờ em nói xong rồi thì em về đi. Chị sẽ chọn ngày và sau đó nhắn tin cho em biết. Tôi chờ tin nhắn của chị. Chị phù hợp với quán cơm vùng quê lắm đó. Không ngờ là chị lại phù hợp với nơi này hơn tôi nghĩ luôn. Có phải là do xuất thân của chị không ta? Bà đến đây có chuyện gì ạ? Tôi dọn ra ngoài vẫn chưa được bao lâu nữa mà. Tại sao anh lại dám lên giọng hỏi tôi điều đó? Thật quá sức sược mà. Bây giờ ông ấy đang ngủ. Bà chờ ông ấy thức dậy đi. Cậu nói là ai tới chứ? Cô tới dọn đồ sao? Cơ su có chuẩn bị một ít thức ăn cho anh nữa. Cô cứ để đó đi. Thư ký Kim, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với nhau. Cậu ra ngoài đi, khi nào tôi gọi thì vào. À.
Anh bỏ mặc em để sống trong tình trạng này hay sao chứ? Tôi không thể nói lâu, bởi vì bây giờ tôi rất mệt. Có gì thì nói mau đi. Em sẽ ly hôn với anh thôi, cho nên cứ để em bên cạnh đi. Chắc là sẽ không lâu đâu. Hãy cho em thời gian để chuộc lỗi. Tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Làm xong thủ tục, chúng ta sẽ là người xa lạ. Em cũng không thể lấy được gì ở anh nữa đâu. Anh coi em như quản gia cũng được. Anh thử nhìn lại anh đi, y như là ông già 80 tuổi vậy. Đâu có đâu. Mọi người đều bận rộn với cuộc sống của họ. Họ bỏ bê anh lúc anh bị bệnh là sao? Em sẽ ở lại đây cho đến khi anh hồi phục trở lại thì thôi. Người ta nói vợ xấu vẫn tốt hơn 10 đứa con ngoan. Chúng ta lại không có con cái. Bây giờ trông anh rất tệ đó. Cô thật sự sẵn sàng chăm sóc tôi dù cho chúng ta chuẩn bị chia tay như vậy à? Chúng ta đã sống gần ấy năm với nhau. Em rất đau lòng khi thấy anh trở nên như vậy đó, anh hiểu không? Ba mẹ của anh ở trên trời nhìn thấy anh như vậy họ cũng buồn lắm. Anh có biết bây giờ trông anh như thế nào hay không hả? Chị đang làm cái gì ở đây vậy hả? Em thử nhìn bộ dạng kinh khủng của anh ấy đi kìa. Vậy thì sao hả? Mọi người phải tới nhà hàng làm việc chứ. Em với chồng U cứ tiếp tục làm việc ở nhà hàng. Em đừng lo lắng, chị sẽ ly hôn. Vì chị đã làm sai cho nên phải chuộc lỗi với anh ấy. Em cứ coi chị như quản gia, như vậy cũng được. Quản gia? Chị đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy? Nếu vậy thì thà tôi thuê 10 người trợ lý còn hơn. Em thuê 10 hộ lý thì sao? Em không biết anh ấy ngại người lạ hay sao anh vậy? Anh trong cô nè, tại sao anh vẫn còn kiên nhẫn mà ngồi nói chuyện với chị ta chứ? Anh không thấy mệt mỏi gì bị chị ta lừa hay sao? Anh mệt rồi, anh mệt rồi. Anh cần vào nghỉ ngơi. Thư ký Kim. Thật không thể tin nổi. Chị nghe cho rõ đây, chị chơi xúc chân. Chị đang có ý định gì mà tới đây vậy hả? Còn ý định của em là gì vậy Minco? Không phải là em định để anh ấy ở trong phòng, chờ anh ấy chết trong lặng lẽ để chiếm đoạt tài sản của anh ấy hay sao vậy? Chị đang nói cái gì chúng vậy? Chúng ta sẽ là những người xa lạ với nhau ngay khi ly hôn. Em sợ gì mà có vẻ lo lắng đến như vậy? Cút ra khỏi nhà này ngay cho tôi. Đây là nhà của em hay sao? Em là ai mà dám bảo chị ra ngoài như vậy hả? Anh cứ kêu chị ta đừng đến đây nữa là được rồi mà. Làm sao chị ta lại dám xuất hiện ở nhà của chúng ta như vậy được chứ? Sao lại mặc kệ cho chị ta hả? Ông ấy cần được nghỉ ngơi. Sao thư ký Kim lại can thiệp vào chuyện này? Anh mau ra đó kêu chị ta ra khỏi nhà của mình đi anh. Em ồn ào quá đi. Em mau rời khỏi đây. Sao em dám vào đây hỏi tội anh như vậy? Đừng lo, chị sẽ quay lại lấy đồ của mình ngay. Cũng đừng nghĩ gì nữa, chị sẽ ly hôn như em muốn thôi. Sau này anh không cần phải tới nhà hàng làm việc nữa. Anh cứ đi theo anh chồng cô chăm sóc anh ấy là được. Sao phải như vậy chứ? Chơi suốt chân không có ý định ly hôn đâu. Chị ta đang cố gắng níu kéo anh chồng cô đó. Sao chứ? Anh ấy sẽ để chị ta làm điều đó hay sao? Có vẻ là như vậy rồi. Anh ấy không hề tỏ ra tức giận hay là từ chối điều gì hết. Vậy hả? Vì họ đã là vợ chồng lâu năm nên là anh ấy thấy thoải mái khi ở bên cạnh chị ta. Em cứ mặc họ đi mà. Có ly hôn thì chị ta cũng không thể động vào tài sản của anh ấy. Chẳng phải để chị ta chăm sóc anh ấy vẫn tốt hơn người lạ hay sao? Anh biết mình đang nói cái gì hay không vậy? Anh ở bên cạnh cũng đâu thể làm được gì cho anh ấy đâu mà. Coi chừng anh ấy, đừng để chị ta xuất hiện ở đó nữa. Đã nói là anh định ở nhà chăm sóc cho anh ấy,
nhưng mà anh ấy lại không muốn anh ở nhà với anh ấy kìa, vì nghĩ em không thể tự mình quản lý nhà hàng. Cho dù là như vậy, anh cũng cứ về nhà chăm sóc đi. Sao có thể sống ích kỷ vậy được chứ, thiệt à. Cái gì? Em không để cho anh ấy tìm cô gái. Chẳng lẽ anh ấy chỉ có giá trị mang lại những điều tốt đẹp cho em, anh và Chun Dơn thôi hay sao? Anh nói gì hả? Họ sẽ ly hôn với nhau mà, sao em không để chị ta ở đó đi? Trời ơi, sao mà anh lại ngốc tới như vậy được? Lỡ chị ta giở trò nữa thì sao đây? Làm sao chúng ta để cho người phụ nữ xấu xa đó ở bên cạnh anh trong côn được chứ? Cậu ăn bánh gạo đi, tự nhiên nha. Có bánh gạo rồi. Mình hả, từng có ác cảm với bánh gạo lắm đó. Do là lúc trước á, mình không thể mua bánh gạo ăn vì đã mua nhẫn cho cậu á, có nhớ không? Mình đã mất rất là nhiều tiền để mà mua cái chiếc nhẫn đó đó. Cậu ăn nhiều vô nha. Nãy giờ tụi con vẫn học bài suốt à, chỉ mới bắt đầu ăn bánh gạo thôi à. Bây giờ cậu tới đây để học bài đó sao hả? Con muốn hỏi đa trên những thứ mà con không biết đó. Con bé đâu biết cái gì mà dạy cho con chứ. Con định là chờ thầy Ly về rồi hỏi thầy một chút. Con bảo cậu ấy đến đây học cùng con vì con thấy chán quá mà. Học thì phải tập trung học đi chứ, sao hai đứa vừa trò chuyện vừa ăn bánh gạo như vậy. Vậy chờ khi nào thầy về thì con mới tới hỏi đi ha. Con về đây. Đi tới đi lui như vậy, tới khi nào mới học được? Ngồi xuống ăn bánh gạo cho xong rồi lo học bài đi. Phải tập trung học hành vô, để năm nay còn đậu đại học nữa. Bao ăn lẹ đi rồi học bài. Mẹ cậu cho mình ở lại học bài có phải không vậy hả? Sao cậu phải cần sự cho phép của mẹ mình hả? Vậy hả? Vậy thì anh phải mau kiểm tra việc học của thằng bé rồi. Anh thích tôi như vậy sao? Tốt mà, em làm sao vậy? Không phải em không thích ô bốc, nhưng mà nếu là con rể thì không ổn lắm. Có gì không ổn chứ? Em có thể tìm được ai khác một lòng một dạ với đa trên, và tâm trí thì chỉ nghĩ cho con bé chứ. Em nghĩ cuối cùng thì ô bốc cũng sẽ ở bên đa trên. Anh thật sự thích ô bốc. Anh thích nó ở điểm nào vậy? Anh phải vào nhà dạy nó học đây. Sao mà con lại nhìn chằm chằm bác như vậy chứ hả? Chẳng phải là con đã mua đồ rồi sao? Chắc là bác đang vui lắm hả? Vui chuyện gì? Thì Phi Xuân sắp trở thành con dâu của bác rồi. Sao vậy? Con ghen tị hả? Ô bốc cũng đang học bài ở nhà tụi con đó. Học bài? Con không biết tụi nó đang học bài hay là đang hẹn hò nữa. Nhưng mà chúng vừa ăn bánh gạo vừa cười khúc khích, có vẻ rất là tình cảm nữa. Cho nên con đến gặp bác vì con đang bực bội đó hay sao? Những lúc như vậy con không có nơi nào để đi hết. Thôi được rồi, cứ than phiền với bác đi. Nếu có chuyện gì không thích thì con phải nói ra hết cho đến khi con cảm thấy đỡ hơn mới được. Con cảm thấy khá là thất vọng đúng hay không? Ở đây ai mà không biết ô bốc là đứa trẻ ngoan và sẵn sàng liều bạn vì đa chân và con chứ. Nhưng mà con vẫn hơi thất vọng. Bác biết, bác hiểu được cảm giác của con mà. Chúng ta có nên cho ô bốc làm phẫu thuật mắt hai mí không vậy? Cái gì? Cho nó làm gì? Lúc nãy con nhìn kỹ lại mới thấy sao mắt nó nhỏ quá. Con nói nhỏ là sao chứ? Vậy là lớn dữ rồi đó. Con nhìn kỹ đi, mắt của nó không có nhỏ đâu. Bác nói mắt nó không nhỏ là sao? Bộ mắt đa chân và con to lắm hay sao? Thì mắt con bé giống gì cũng lớn mà. Nhưng cũng không phải là lớn lắm mà. Bác Mê Xuân à, sao bác có thể nói như vậy được chứ? Thôi được rồi, thôi được rồi. Sao con lại tức giận? Chúng ta cãi nhau làm cái gì? Ô bốc nó là cháu của bác, sao con lại đến đây nói với bác những điều này làm cái gì chứ hả? Con có nên ngăn cậu ta không hả? Cái gì? Con ngăn cản tụi nó thử coi. Trời ơi, ngày mai hay là bác gọi đa chân tới mua cho nó chiếc váy đẹp. Con bé có thể trở thành cháu dâu của bác mà. Thôi được rồi, đừng có nhăn nhó nữa. Hôm nay ô bốc sẽ vào đại học cho con coi. Buổi tối bác sẽ không ngủ, bà ngồi ở bên cạnh nó để bắt nó học bài. Bà nè, hay là cho nó thi vô trường sư phạm nha. Nó có thể trở thành thầy giáo giống như thầy Ly. Nó không có làm giáo viên được đâu, mà sao phải làm giáo viên chứ? Thằng này, nếu nó làm giáo viên cũng không biết tụi nhỏ sẽ học được cái gì. Nhưng nó nghĩ kỹ lại, ô bốc mà làm giáo viên thì tụi nhỏ sẽ lợi lắm á. Vì nó sẽ yêu thương học sinh của mình rất chân thành trong vai trò giáo viên. Giống thầy Ly đúng hay không? Bà thời này khó vào trường đại học sư phạm lắm bác ơi. Bác sẽ thức canh chừng bắt nó học bài mới được.